Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 7 giờ 20 phút sáng nay, tại quốc lộ 38 đoạn qua xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, trước cổng công ty Mai Tiên Hưng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ và một nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. Vào thời gian trên, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 90C07232 chạy theo hướng từ thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ đi thành phố Hưng Yên đã va chạm với xe mô tô đi cùng chiều mang biển kiểm soát 89C11-11437. Trên xe mô tô có hai phụ nữ cùng trú tại thôn 3, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi đang trên đường đến công ty Mai Tiên Hưng làm việc. Vụ tai nạn giao thông khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ, nạn nhân còn lại đang trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan công an xác minh làm rõ. Đây là đoạn đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao, đặc biệt vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, thường xảy ra ùn tắc cục bộ do số lượng công nhân đến làm việc và tan ca tại công ty Tiên Hưng rất lớn. Để hạn chế các vụ va chạm giao thông, công ty cổ phần Mai Tiên Hưng và các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền luật an toàn giao thông đường bộ để công nhân nắm được, đồng thời cần có giải pháp phân luồng giao thông phù hợp vào giờ cao điểm.